from Sanchez, but just too far. It's Morata. Đêm nay derby của thành London, sân Emirates đón chào Chelsea. Fan Arsenal rất mong một chiến thắng để đuổi kịp tốt ly Chelsea mơ u. Chelsea ra sân với đôi hình mạnh nhất, Arsene Wenger văng ba trụ cột phòng thủ. Alo alo, tối nay kèo sao anh ơi? Chị sẽ cho 1/4, xíu 2/2. Quánh xỉu cho em 10 chai. Hiệp một xem mà vai mình thơ, với hai bên đều đã bỏ lỡ. Cột dọc với xa ngang tùm lum mà hôm chắn vào. Nghĩ là sẽ chắc chắn lầm lua, với hiệp một chẳng có quà nào. Mai lấy tiền dẫn em dùng tàu tắm tiền. Nào ngờ đâu vừa sang hiệp hai, lưới Chelsea bị vô một cái. Bình oxy cầm trên bàn tay mà không thở được. Trọng tài đã chỉ tay phạt đơn, Bellerin đạp chân Hà Gia hai trái rồi kiếm bao thêm bình oxy. Đem tao cây nhang dài cho đừng vô thêm nữa. Nam mô A Di Amen cứu nạn cứu khổ. Qua đêm nay tôi sẽ không một lần năm xíu để chẳng còn yêu tim và càng oxy. Thật là không thể tin được nữa. Phút 85 thằng Alonso xót tung lưới của Peter Cech, thật không thể ngờ. Bình oxy còn chưa kịp thay, cớ sao tôi lại bay 10 chai. Thôi chết rồi, sáng mai biết phải tính sao. Vậy là phải cầm S Center. Tết năm nay làm sao về quê? Mẹ cha với đàn em còn thơ, họ đang ngóng chờ. Nhìn vào mắt của mi giờ đây, khóe mi ta lệ tuôn thận cay. Đã báo rồi, đánh tai mà mày chẳng nghe. Tao nói rồi, xỉu là mày xỉu luôn.